nữa anh đã đi surprise nghĩa là công nhận nghĩa là không ngờ hôm nay nghĩa là đầy đủ hết tất cả những khuôn mặt. Năm vừa qua là anh tiếng Việt kêu là gì? Chủ nói là tôi chỉ là cổ động viên mà thôi. Tuy nhiên đó là he know from that and he know hết tất cả những người bạn vừa nằm mình thì đó là biết cái đó là cái reality thì ai cũng thấy hết. Còn cái bác Phước Lộc Thọ mà bác này bác Thọ chứ người không hết tôi nhớ hoài à. Bác nói là Khang với Hùng với anh là Phước Lộc Thọ. No. The Three Musketeers. Not here, we go. The Three Stooges. The Three Stooges. Thành ra bác là bác Thọ, thành những cái lời nói người ta nhớ hoài à. Đúng không, em hay quá. Đúng không, nhớ thì ai đi. Tao Thọ nha. Trời ạ, kế tới ai cũng biết là tôi với bác Hùng là quen quá rồi, như là bạn mối cố. Đi đâu nghĩa là cũng dính chùm với nhau. Thì nghĩa là ai muốn tôi cứ đổi thừa bác yên chí đi. Có gì thì mày đổi thừa cho tao, tao sẽ cho mày cũng quẹt cả làng thôi. Thì đúng rồi, play game không mà cũng lời nói mà thật là nói thích quá. Good. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi kế tới là ai cũng biết là bác Long. Bác Long tuy là ít nói nhưng mà bác rất là chu đáo tất cả những việc. Có đi lên cấp lên cái đầu não. Ai đi làm cái gì mấy giờ lấy gì á là bác hay là thành đều ở trong cái plan hết mà tôi có một lần là tôi rất là thắng phục. Bây giờ bác răng từng giây từng phút một tới đâu điểm gì xảy ra ai sẽ làm cho nguyên quá số số bên tay phải là thằng Hùng, bên tay trái là Long đúng không? Dạ đúng rồi, bên tay phải còn đằng sau lưng là ai? đằng sau lưng trước mặt là có bà xã. Kế tới bác chính ai cũng biết rồi, bác chính chung im im vậy, nhưng mà đã là có đâu cũng thấy bác nghĩa là từ lát về nhá trên các anh em đổ thành lắm, không ai đi đâu, bác là cái ban mà thành ra cái gì cũng có mặt bác hết, mà bác hết là neutral thôi, thử mua mà lắm gì bác cũng đi hết trơn, mà im lầm liền là nhưng mà nghĩa là ai cũng đâu cũng mặt. Giờ kế tới là bác how long we have? 1-2 minutes? Ok, 1 minute. Rồi kế tới là bác Nguyễn Lương Huấn. Bác Lương Huấn thì ai cũng biết rồi, nghĩa là lo hết tất cả thứ cho từng người. Tôi nói chuyện với bác Huấn không bình hết. 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Rồi kế tới bác Vinh. Bác Vinh là very VP nhất là thì trong bác Vinh là bác Quy có mặt là bác là hai cũng là lúc hai tiền vô và kế tới là bác Vinh nhìn thấy mấy tấm hình mà bác về với Đỗ Văn Lắm và thích khe mấy cái chân rồi tôi rất là cảm động. Cô không biết là vô tình thì cô ấy làm ra thì sao. Rồi người chót là bác Quy. Bác Quy thì quá nổi tiếng rồi. Ngày xưa là bác xung sao cho bác Đỗ Văn Lắm. Mà tôi rất là respect bác là bác dám cả gan. Mà dám cả gan mà trước nghĩa là bác Đỗ Văn Lắm từ nghĩa là 3-4-5 ngày nửa vòng trái đất mà tới ở nhà bác chú 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần vô được kìa. Rất là I'm very admired, tôi rất là ngưỡng mộ. And you know, that's the bottom. What I feel, what I tell, that's it. Yeah. Rồi kế tới ai cũng biết là bên gái thì có bác Khang gái. Thì bác Khang gái thì người có cao, có đẹp thì đi đâu nhất là chuyện áo dài. Oh, very đẹp, beautiful. Không biết là kỳ này có thích
thằng gái có trình diễn được không, nhưng mà you know everyone you know to be in the picture, nhất là mấy cái bà mà hoa hậu phu nhân mà sắp tới đó, they very excited, I'm very surprised, they really 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 you know excited, nhưng là thành ra không biết nào cảm như thế nào. Rồi kế tới là bác Quy. Bác Quy thì quá hiền rồi. Bác Quy với bà vợ tôi đúng là đáng đẹp lắm. Bác Quy gái, bác Quy gái. Dạ. Nhưng mà dạ không lắm. Người ta nói là trông vậy chứ nhỏ thiệt ra không phải vậy. Đúng không? Thì nghe là bác Hương cũng biết câu trả lời đó. Rồi kế chót là bác Tấm Tèo gái. Thì bác Tấm Tèo gái thì ai cũng biết là she gorgeous, she đó là cái lady ở Orange County. Tức là Orange County mà nếu mà không có thì giữ hoa hậu phu nhân hoặc là không là phu nhân hay là có phu nhân, chắc chắn bác sẽ thắng giải. Rồi kế tới là bác về chót là bác Đỗ Hoàng Anh gái, thì bác là quá famous rồi, ai cũng biết. Rất là quán xuyến mà rất là organized, who do it exactly. Mỗi lần mà với party của bác, trời ơi, đồi nhà cửa sạch như lau nhi, ngăn nắp đồ ăn không phải thằng mày đồ ăn lắm, trời ơi, nhiều hàng số ở trên anh thấy anh đi chưa, ô còn cháu lòng nè anh, ô anh còn có nhớ anh, nhớ từng cái món đặc biệt nè anh, trời ơi, nghĩa là rất là cảm động. Anyway, tao cảm ơn anh em đã bỏ công, bỏ sức, bỏ của, như là bác sĩ Lý Văn Rĩnh, một giờ làm 300 đồng, không phải đùa, cái đó là bỏ của. Xong rồi tới VD, là mẹ cũng đến, I really move. Ngày 14 đây thì có cái party của Thanh đã cái là bỏ rất là nhiều công sức ra để sửa soạn cho cái party cái ngày 14 đây, thì tôi hy vọng là trong cái đám mà phụ nữ bữa nay mình có ở đây, thế nào cũng có một người đã sẽ đoạt được giải và hoa hậu phu nhân. Yes. Nhưng mà nãy mà Thanh nói đó thì là chắc là không ai ngoài ra là Kim vợ của Tám Tèo. I do vote for her. Anh Thanh có giải an ủi không? Có giải an ủi không? Không. Thế là tụi em về tụi em khóc hu hu. Đang bữa nay thì là hồi nãy tôi có nói đó là Hoàng Anh có nói rằng là trời ơi, I wish I can do this every month. Thì tôi có xin bà chủ của Hoàng Anh đó là cho một cái chữ ký là mình sẽ có cái buổi tiệc như thế này every month. Còn bây giờ thằng Huấn mày nói gì mày nói đi. Tôi có vài cái lời nói là coi như là từ châu Á ngày xưa. Để có tay nữa. Là thứ nhất á. Này, ta bỏ tay ra khỏi quần. Ta xem nó còn được không? Còn đâu mà sờ mó. Lấy cái tay ra. Xeo quá trời. Nó quen. Nhưng mà những chiếc tao cũng phải đeo để ta coi nó còn hay mất. Thằng cố nạn là vốn là học nó là từ phát hiện thứ, thằng Huy đi cũng vậy là từ phát hiện thứ,
mà cái điệu là từ đệ tam tới đệ nhất đó, thì cái chuyện mà nói mà ngày xưa mà bà là Chu Văn An với nhau đó, thì ngày xưa tôi này thằng Tí Diệu với lại thằng Phong Lửa mà từ đệ tam tới đệ nhất với nhau đó, thì ba thằng không biết là tại sao mà lại chơi thân với nhau, cái tôi chả hiểu, tôi nói là chả có cái gì mà tại vì chúng nó là bê đê. Này, mày nói thế vợ nó đang giết mày đấy hả? Nhưng mà thì là Thái thì nó là như vậy, nhưng mà chỉ có nhớ là cái lúc mà xong Tú Tài Một thì là 53 với nhau, thì giờ nói như vậy ông Thiệu bảo là cậu ấy không đọc cũng đi lính lúc đó, thì những năm tư thì nó chả hiểu. Và bây giờ nếu mà chẳng hạn tôi đã xong Tú Tài Một đọc lên rồi học lớp lớp đệ nhất mà có động hay không động Tú Tài Hai thì cũng đi lính chuẩn bị đáp độ điều mình thôi. Thành ra bác tôi này là cái điều cao lửa không có học hành nhất, có ngày đi chơi đi cặp đi cặp áo một hơn tới lúc đấy, mà đậu xong Tú Tài Hai rồi đó, thì lúc đó bảo là nếu mà được vào trường đại học thi tuyển thì không phải đi lính. Lúc đó tôi này thằng cái điều này không có lửa quá là học để mà khi vào những trường nào chuyển đi ba thằng nói nhau đầu tiên là phải có đi lính là nhìn lại ngày xưa, nhìn lại cái lúc mà hồi là còn hồi tôi nhớ là ngồi học ở nhà mà ngày xưa mà lấy mì gói vụ nam mà nấu mà ăn, tôi là cái điện tôi không để ngồi học với nhau. Tôi vẫn nhớ bây giờ, không biết là giờ nó có nhớ không, hay là giờ nó qua này nó ăn đồ mỹ thuốc nhiều quá thôi. Ok, cái điều hả? Ok, sao mày có nhớ hồi đó mày tao không có lửa mà học mấy thằng mình mà nấu mì gói ăn không? Nhớ nói thiệt mày đầu óc không, tao không nhớ, với tao chỉ có Phục á, là cái thằng Phục Ròn á, thằng nào nó ở đây quên rồi. Phục Ròn phải không? Nó nhớ bên vách là thằng nào ngồi chỗ nào mua đó thôi. Sao cái đi quay, nhưng mà nói chuyện nó bây giờ như vậy này, là ngày xưa đó mà ở Chú Văn An với nhau đó, rồi mà lúc mà đệ nhị đệ nhất rồi thi vào nhận dược đó, là tôi nhớ thằng này với thằng Phong Lửa đó, thì là nhà nó thì mấy thằng rồi đến nhà tao. Thì nhớ lên bảng kia vẫn cứ biết không, mày tới nhà tao mày nhậu mà không thì, không có thì mày chỉ nhớ nhậu thôi, còn tao mày, biết mày, mày 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 tao toàn bà già tao cho uống đi hết xong rồi luôn thì tao nhớ chuyện đó, nhưng mà lúc mà tao với Phong Lửa không phải ngày xưa đó là mẹ cái điệu á, là chẳng hạn là tôi Phong Lửa này rồi lại nhà rồi ra thằng đến không ở ở Việt Nam, nhưng mà không chưa gặp bao giờ đúng rồi, Việt Nam không được, cũng không có qua đâu rồi, rất là thương cái điệu, thành ra là cặp chúng ta lại là bao nhiêu đồ ăn ấu mang ra để gì ấu mang ra, trời ơi hồi xưa là cứ nhà cái điệu nó đi về là cứ say. Tao uống VS là từ thời đó rồi. Đó, VS là từ thời đó. Ok, thành ra bây giờ nói lại là kỷ niệm ngày xưa thì nó vẫn còn. Đó, thành ra bây giờ. Ok, thank you cái điều hôm nay là mình cũng lại nối gương bà già là cho tụi mình say luôn. Ok, thank you em. Thank you. Đây là làm bãi luôn rồi hả? Làm bãi đi. Chút xíu nữa là cà hát bản thì cho nó bù nha. Bài gì? Anh hai cái khác tại gì á? Mày cũng nghe mày cũng nghe.